Từ một huyện khó khăn nhất tỉnh, sau 13 năm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Phù Cừ đã thay đổi diện mạo, phấn đấu cuối năm 2024 sẽ về đích huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2025 sẽ về đích huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Trước đây, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện đi lại khó khăn. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Chỉ tính riêng năm 2023, huyện đã triển khai xây dựng 140 dự án, tiêu biểu là dự án đường trục trung tâm huyện, đường khu Phụng Quả tới khu di tích cây đa và đền La Tiến. Cùng với đó đã cải tạo trung tâm y tế huyện, hệ thống các trường học, hệ thống giao thông nông thôn. Đặc biệt, các tuyến đường có sự đồng thuận ủng hộ của người dân. Toàn huyện có khoảng 1.000 hộ dân hiến trên 65.000 mét vuông đất để mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã. Xây dựng nông thôn mới thì gia đình tôi cũng như là mọi gia đình trên cái tuyến đường này toàn dân hiến đất để làm đường. Chúng tôi xác định rằng ở mé đường này mở rộng lợi cả cho gia đình và lợi cho toàn xã hội. Ngày xưa ấy, đường khổ lắm, nhưng mà bây giờ thì đường giao thông này, rồi các trường học, rồi các trạm y tế được Đảng Nhà nước quan tâm, đường trường trạm bây giờ tuyệt vời. Mới đây, huyện có thêm xã Minh Tân được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số 5 trên 13 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xã Tống Chân, Quang Hưng được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Nâng tổng số 100% xã trong huyện được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Trên địa bàn huyện đã thành lập mới 4 hợp tác xã và có thêm 6 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP. Huyện xây dựng các vùng trồng vải chuyên canh, vải lai chín sớm tại các xã Minh Tiến, Tiên Tiến, Tam Đa, vải trứng tại các xã Phan Xảo Nam, Minh Tân. Huyện cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về môi trường như xây dựng 5 hệ thống xử lý nước thải. Toàn huyện có 19.000 trên 22.000 phân loại rác thải hữu cơ, vận chuyển, phun đảo trộn rác tại 21 bãi với khối lượng là khoảng 16.600 tấn, đạt 100% kế hoạch. Năm 2023 vừa rồi, thì chúng tôi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất. Chúng tôi có các cái mô hình sản xuất, đặc biệt là có một số cái hợp tác xã kiểu mới. Đây là một mô hình sản xuất tập trung mà mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao, thu hút được nhiều lao động, thu nhập cho người dân rất tốt. Để xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, thì huyện đã có một cái kế hoạch rất cụ thể thực hiện các tiêu chí. Chỉ tính riêng năm 2023, thì huyện đã có đầu tư là hơn 2.800 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Thế trong đó nguồn vốn của tỉnh và huyện là hơn 1.800 tỷ. Số còn lại là của xã và nhân dân đóng góp, cũng như là xã hội hóa, xây dựng các tuyến đường hoa, xây dựng các đường điện chiếu sáng, đảm bảo cái cảnh quan môi trường ở nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thời gian tới, huyện Phù Cừ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục để tiếp tục thay đổi diện mạo quê hương ngày một khang trang hơn, đời sống người dân ngày càng no ấm, hạnh phúc.